Ok, vào nào. Rồi. Hey yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel Yến Vivu. Chắc phải khoảng tầm 2 tháng rồi nhỉ, thì chúng mình mới ngồi lại với nhau như thế này. Thì cũng may quá là cái đợt vừa rồi mình có đi miền Tây, trước khi dịch đấy, thì mình có đi miền Tây và mình đã có đủ số lượng video để up trong cái khoảng thời gian nghỉ dịch. Chứ nếu mà không thì chắc là mình chả biết là mình sẽ làm cái gì, up cái gì để cho các bạn xem nữa. Thì cũng rất xin lỗi với các bạn là còn một tập cuối của series miền Tây là đi chợ nổi Cái Răng. Tuy nhiên thì cái tuần vừa rồi thì mình do là mình bận làm MV quá nên là mình chưa thể edit xong cái video đấy. Và tuần này thì mình sẽ up cái video đấy lên. Thì hy vọng là các bạn vẫn theo dõi cái video đấy của mình nhá. Không biết là các bạn đã xem cái MV mới do mình sản xuất chưa nhỉ? Thì thật ra là kênh của mình là một kênh về du lịch. Tuy nhiên thì đôi khi mình cũng sẽ đổi gió một chút, thì mình làm thêm một vài MV. Thì mong là các bạn sẽ vẫn ủng hộ mình. Vì làm du lịch nghèo lắm, đi chơi tốn tiền mà có mấy ai xem đâu. Buồn ghê gớm cơ, view càng ngày càng tụt. Thế nên các bạn ủng hộ mình nhá, bằng cách like video, subscribe kênh và nhớ bật chuông để nhận thông báo về video mới nhất nhá. Ok, hôm nay thì chúng mình sẽ vui vui với một clip reaction video của chính mình. Nghĩ thì hơi thốn, tuy nhiên thì mình sẽ bật mí cho các bạn một số chi tiết bí ẩn mà chỉ có người sản xuất MV mới biết được thôi. Ok, let's go. Mở đầu. Rồi, tên bài hát ca sĩ Tuấn Dino. Ui, trai đẹp, trai đẹp, trai đẹp, trai đẹp các bạn ơi, trai đẹp. Ui, trai đẹp quá. Bánh xe à? Và một chiếc bánh xe nữa. Đây là hai cái xe khác nhau. Xe đằng sau có vẻ cũ kỹ hơn. Ui, kiểu phê quá. Trời ơi, đoạn này nhá, bọn mình đã quay ở hai góc, hai cảnh khác nhau. Một cái cảnh khác có núi cơ, đẹp hơn. Tuy nhiên thì mình lại quên không quay cận, quên không quay cảnh cận. Đây là bọn mình đã quay lại ở chỗ hàng cây này. Lúc này mình bắt là bạn đấy phải kiểu phải hét lên, phải cảm giác kiểu thích thú. Như là mình hay đi phượt đấy, là mình đi đường mà thấy cái cảnh nào mà đẹp quá mình sẽ kiểu mình hú lên. Giang tay ra, giang tay ra. Mà thôi, thế này là đã rồi. Ôi, xe cúp đẹp nhỉ. Mình cũng ước mơ là sẽ có một cái xe cúp để đi phượt, đi một mình thôi. Ấy chà, ấy chà, ấy chà. Ấy chà, 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 chà. Cái ánh mắt này, cái biểu cảm này là biểu hiện của sự lươn lẹo nha các bạn. Đã cố tình lượn rồi, xong rồi kiểu lòng người ta sợ hãi, người ta phải bám vào mình, xong lại còn trời ơi, ngại quá đi à. Tiếp tục. Nhưng mà đẹp trai quá. Trời ơi, góc nào cũng đẹp trai cả. Cái đoạn vừa rồi các bạn có thấy một hình bóng lướt qua không? Ở bên góc này một hình bóng lướt qua nè. Đây là ai? Đố các bạn biết. Chỗ này là mình cần một người đóng thế, tại vì là từ góc mặt trực diện xong mình sẽ quay sau lưng để cảm giác như anh này đang nghĩ lại, đang nhìn lại quá khứ của chính mình. Ngồi đây với bạn gái này thì đây, cái người mặc áo trắng này chính là Tuyến các bạn ạ. Mình đã phải bảo Tuyến đóng thế. Đang gấp máy bay này. Rồi, lấy một quyền vào ra. Ui, trên này có chữ nha, có chữ nha, có chữ nha, các bạn nhìn thấy không? Một chiếc máy bay. À đâu, hai chiếc máy bay chứ. Rồi, phi máy bay xong ra nhặt máy bay. Quá là hợp lý. Rồi, máy bay của tao đẹp hơn đấy, cho mày đấy. Các bạn có biết không? Máy bay này mình gặp đây. Mình gặp thì tất nhiên là phải đẹp rồi, đúng không nào? Rồi, lấy bánh ra nào. Ăn bánh chocopie. Có bạn hỏi là tại sao ăn bánh chocopie mà không bị đen răng? Thì tất nhiên rồi, ai lại cho răng đen lên clip của mình đúng không? Sau khi ăn xong nhá, đi uống nước này, đi xúc miệng các kiểu rồi, xong mới quay tiếp đây. Cười, khó hiểu. Tại vì... Đúng như trong phim ngôn tình học đường luôn. Ăn bánh xong rồi dính xong rồi chùi mép. Ui, khi kiểu crush mà chùi mép cho mình thì ôi, kiểu con tim mà đập thịch 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 Ngại ngần quá xong rồi. Tôi bị ăn một phát tác. Và mỗi lần đổi góc là Tuấn sẽ phải ăn một phát tác các bạn ạ. Từ từ. 2, 3 nào. Chạy luôn. Tuy nhiên là cái tát này nó chỉ nhẹ nhàng thôi. Nó là tát yêu mà, không đau đâu các bạn, đừng có sót nhá. Đuổi nhau, đuổi nhau. Ok. Chạy đi nào. Chạy nhanh lên em ơi. Đuổi xong thì mệt quá thì sẽ phải nghỉ đúng không nào? Nằm xuống. Cảnh này thì thấy rất nhiều trong phim ngôn tình Trung Quốc rồi. Đây, để quay được cái góc mặt này thì mình đã phải nằm xuống cái vị trí của Mi, sau đó mình ngẩng mặt lên. Em ơi, quay lại nó đi em ơi. Rất là kỳ công luôn. Rồi chạy đi mua nước. Trong lúc chờ đợi thì ui, một chàng trai khác đã xuất hiện. Ui, đẹp trai quá, lại còn đã đẹp trai lại còn má núng các bạn ơi. Trời ơi, má núng này, mà thề nhá, đây là mặt mọc đấy. Các bạn nam trong cái MV này không có một chút make up hay phấn viết gì đâu nhá. Tất cả là mặt mọc của các bạn thế đấy. Eo ơi, tôi chỉ ước là tôi trẻ lại vài tuổi thôi. Tặng nước rồi, bước đi. Đây là một kiểu thả thính. Cho mình làm quen nhé. Ngại ngùng ta. Trời ơi, được trai đẹp tặng nước. Thế tôi cũng ngại luôn. Và anh này đã quay trở lại. Cô này đang thẫn thờ. Đi về đi. Ê, đoạn này nhá, đoạn này là mình chỉ bảo các bạn đấy là sau khi quay xong cảnh ngồi đấy rồi đứng dậy thì sẽ đi ra khỏi khung hình. Mà không hiểu sao các bạn có thể diễn đạt như thế. Trong cái kịch bản mình viết thì có rất nhiều phân đoạn kiểu cảm xúc ấy, và mình sợ là các bạn đấy không diễn được. Cá nhân mình thì mình cũng nghĩ là cũng khó để diễn ấy, nhưng mà thật sự là may quá là các bạn đấy đều có tài diễn xuất và lai. Bối cảnh ở trường học, đây là ngôi trường cấp 3 mà mình đã học. Đẹp trai quá nhỉ, trời ơi. Tôi bị mê trai. Dây giày à, một dây giày à. Trai đẹp xuất hiện rồi. Đấy, tức là khi mà nhìn từ góc nhìn của bạn nam đi ra này thì bạn đấy chỉ thấy được cô này đang đứng một mình thôi. Tại vì anh nam chính kia anh ấy đang cúi xuống một dây giày mà, nên là không nhìn thấy, nên là ngỡ là chỉ có cô này đang đi một mình này, nên anh này mới kiểu vẫy vui vui như thế thôi. Đấy, thấy trai đẹp thì chạy đi này. Trai quá. Anh nào cũng đẹp trai nhở, chả biết chọn anh nào. Ui, đã đẹp trai lại còn gầy, xong rồi chân dài. Ui. Và mình lướt qua đời nhau. Buồn quá. Rồi, tại một diễn biến khác, chúc mừng sinh nhật. Cái chữ chúc mừng sinh nhật là của tôi viết. Chữ đẹp đúng không các bạn? Cây cối ở trường. Đang nhìn thấy cô này đứng một mình nha. Cầm món quà nha. Ôi, hồi hộp. Mình sẽ đi tặng quà nào. Và... gì đây? Dừng lại. Một điều gì đó. Ui, còn gì mà đau lòng hơn cái cảnh mà có người đi trước đón đầu. Thật là buồn. Đây. Cái này, phân đoạn này. Các bạn biết tại sao ở đây lại là cái khẩu trang không? Tại vì do mình sơ suất. Chính ra là mình đã phải chuẩn bị quà từ trước rồi, nhưng mà do sơ suất quên không chuẩn bị. Đây là hôm đấy thôi đành ra ngoài quán mua quà này, xong rồi cho gì vào bên trong bây giờ. Thì bọn mình đánh liều. Một là sẽ bị bóc phốt chê cười, hai là sẽ tạo được một cái điểm nhấn dấu ấn cho cái MV này. Đó là trong đúng thời điểm mùa Covid này thì tặng khẩu trang là quá là hợp lý rồi đúng không các bạn? Mình mà được tặng là mình cũng ok luôn đấy. Rồi, gật đầu đồng ý, chúng ta làm người yêu nhau nhé. Thôi thì biết là mình không còn cơ hội thì chúng ta lên lùi bước về sau thôi, để nhìn thấy em rõ hơn. Đây nhá, đây là lúc anh này trưởng thành rồi. trưởng thành rồi thì quay lại về những cái vị trí, những cái địa điểm cũ ấy, thì nhìn lại những cái cảnh ngày xưa thôi, nhớ lại thôi. Nhiều bạn xem MV bảo không hiểu, dễ hiểu mà đúng không? Đấy, nhìn thấy hãy cảnh họ cãi nhau này, yêu nhau cãi nhau là chuyện bình thường nhỉ? Rồi nhìn thấy từ trên tầng cao cãi nhau, gây gắt lên. Ủi, đoạn này nhá, đoạn này đấm nhẹ quá. Tôi thề là bé Mi sót Tuyến sao ấy. Chứ như tôi là tôi đấm như kiểu gõ trống luôn, không phải sót gì cả, mình phải diễn nó kiểu thực tế vào nhỉ. Quay đi quay lại cái này mấy góc khác nhau ấy, và lần nào mình cũng phải ngã. Đấy, cây cú, crush bị ngã rồi, chạy đi em ơi, chạy nhanh lên. Ê, thằng chó kia thích đấm nhau không? Đấm nhau luôn. Ai da, nằm đấm rồi. Đây là một sự trùng hợp cố ý các bạn ạ. Này có thôi đi không? Đoạn này thề Mi hét rất là to. Mi hét to, và ở trường lúc đấy là có mấy thầy cô đấy, có mấy thầy cô đang trực ở trong trường ấy. Nhưng mà chắc là sẽ không ai để ý đâu. Phải như thế thì mới đạt được đúng không nào? Buồn quá. Cái tình cảm của mình không được người ta chấp nhận đấy. Buồn thật sự. Đấy. Các bạn có thấy cái máy bay không? Đây là cái máy bay mà lúc mà Tuấn đã cố tình đổi cho Mi đấy. Là Tuấn sẽ cầm cái máy bay của Mi, còn Mi sẽ cầm cái máy bay của Tuấn. Quá là logic, quá là hợp lý. Rồi. Đoạn này là cái máy bay lúc mình đi vào Sài Gòn, may quá là mình quay, chứ không thì mình không biết là sẽ lấy cái cảnh máy bay ở đâu nữa. 5 năm sau, trên một bờ đê nào đó, hai người đang bước đi. Ui, tôi thề luôn, Mi đoạn này rất là xinh, eo, diễn rất đạt. Mình bước qua đời nhau. Từ từ, lại đoạn này. Đây, có người bảo là tại sao 5 năm sau rồi mà không thấy có sự thay đổi nào, vẫn kiểu trẻ con ấy. Thì thật ra là 5 năm, tức là cái thời điểm trước đây là lúc còn học cấp 3 đúng không? 5 năm sau thì cũng như là tốt nghiệp đại học đi. Thì mình thấy đầy người tốt nghiệp đại học xong vẫn trẻ con vừa sừ ra. Kiểu như mình thế này, bây giờ mà giả sử mà mình mặc trẻ một tí đúng không? Các bạn nhìn mình vẫn kiểu trẻ con đúng không? Già gì đâu nhỉ, mình cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi đấy. Tiếp tục. Bước qua đời nhau. Ôi, như chưa từng quen biết, như người dưng nước lã luôn. Và vẫn chiếc máy bay đấy. Ui, một bí mật bật mí, đó chính là tao thích mày. Và bây giờ cô ấy mới biết được. Cô ấy nhớ lại ngày xưa những cái lúc mà mình đã làm cho anh chàng này tổn thương, cảm thấy đau khổ. Nhưng mà thôi, chuyện đã rồi đúng không? Rồi, và mình vẫn ở bên chàng trai ấy, chàng trai đẹp trai ấy. Nghe một cuộc điện thoại. Và điều cuối cùng đó chính là cô gái này luôn luôn nằm trong tâm trí của chàng trai này. Đi đâu anh cũng nhìn thấy cô ấy. Và thậm chí đến cái màn hình điện thoại cũng set up để hình của hai người luôn. Thế thì phải biết là cái tình cảm mà anh ấy vẫn luôn dành cho cô ấy, và luôn yêu cô ấy. Sợ cô ấy biết rằng anh vẫn còn yêu cô ấy. Thế nên là đã lướt qua đời nhau nhưng chưa từng quen biết. Buồn không? Hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nếu các bạn thích thì hãy để lại cho mình một like, subscribe và đừng quên bật chuông nha. Tại vì là mình sẽ quay trở lại vào các video sau vào mỗi thứ Bảy hàng tuần. Hãy ủng hộ sản phẩm của mình hơn để chúng mình thực hiện những cái sản phẩm tiếp theo nhé. Ok, bye bye.